tắt cũng đi dọn sạch rồi. Thôi. Biết. Đó, đi sạch chưa hả? Em sợ ám ảnh lắm. Có. Có. Ám cái gì mà ám? Người đến đây, đêm đêm phòng trà. Làm nghề hát ca. Người mang tội gì hả? Mà sao như thế? Gió mắt đảo ta. Cứ ní cái bụi lên tỉnh mình xin. Văng một cái rồi không tận hả? Lỡ rồi. Số anh sao? Vậy thôi á hả? Không có toàn tiền đâu đó. Gì? Ủa đâu có làm gì đâu. Gì đâu hả? Ờ. Tay cưới vô. Có không có đụng móng. Con gai. Cái da ở ngoài. Cái da nó có rai. Có gai. Thiệt luôn. Nhổ gai cho. Ai nói em không đẹp anh cự tới bến luôn á. Em thích cao thích dài hơn nữa. Ồ, anh có nhiêu đây à? Da mẹ sinh ra mới có chiều cao có dài đây à. Hồi đó đi lật đật chi gì? Không biết lấy cho đầy đủ với người ta đâu. Gấp gáp chi. Cái nào dư thì dư, cái nào thiếu thì thiếu. Yêu người như thế đó. Sao nữa? Nên lỡ một lần. Cái gì nữa? Chịu hả? Không, 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 không. Sao anh gật đầu? Gật đầu là sửa sang hả ta? Sang xin vì lại. Cái gì cũng vậy trơn, tự nguyện là hay nhất. Không có gian xin không có quỳ lại. Xin, xin được thì mới ngon, không có cần gian xin quỳ lại chứ. Gian xin quỳ lại cũng giống như là người ta bố thí vậy đó, cho nên không có ngon. Người ta cho mình mà người ta năn nỉ cho mình cái đó mới hay. Em cho anh này, anh lấy đi anh, em năn nỉ anh mà anh nhận đi anh. Được không? Em ví dụ thôi. Thiệt đi, không ví dụ gì chứ. Nhịp nạc. Nhịp cái gì trời. Hồi hộp chờ đợi hả? Thôi về. Thôi đi về. Chắc có. Có cái gì? Chuyện lớn mít lòng à. Nói vậy chứ dễ gì vậy anh ơi. Nói vậy chứ về dữ lắm. Về được về đi chứ ai nói gì đâu. Về không được, không có đành. Đành lòng sao âm khi tình ta nói gì ạ?
Gió hay nói rằng tôi yêu anh ê. Gió hay nói rằng anh yêu tôi. Có vậy thì được hết. Nó không được. Sao nó em cứ trắng đó mà đi mà đen. Nói gì nó lớn lớn năn nỉ em hả? Năn nỉ em. Năn nỉ chuyện gì? Vậy phải không? Chuẩn bị. Anh khen em hay là anh mỉa mai em vậy? Hết cần rồi phải không? Cần đem nước cho uống không?